xin chào anh em đã trở lại với vlog của mình. Thì hôm nay là ngày đội tuyển Việt Nam đá banh. Mình đi lên kia hẹn mấy bạn lên uống một hơi rồi uống một hơi gì đó anh các bạn ơi. Chưa đạo Phật giáo à? Dạ. Chúa nói là hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Kinh Thánh chép á, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chính là ông trời đến để chuộc tội cho loài người và chịu đóng đinh trên thập tự giá, là đóng đinh cái tội con người, tội đóng dần, đóng đinh gian ác, đóng đinh nói dối, đóng đinh tư dục sắc thịt, đóng đinh tà tình tư dục. À, Chúa chịu hết luôn. Chúa gánh hết toàn bộ. Cho nên hôm nay nếu mình tin thì mình được làm con của Đức Chúa Trời và mình ở với Chúa đời đời, không bị đến tội và ở với Chúa đời đời. Tức là con người sẽ chết nhưng mà ở với Chúa đời đời. Còn khi mình tin Chúa thì mình Chúa làm cho mình sống lại, sống lại từ cõi chết. Sống lại có nghĩa là coi như là đang khi mình chết trong tội lỗi thì làm cho mình sống được, là mình nhận biết, mình nhận biết tội. Và ví dụ như hai vợ chồng sống cãi lẫy nhau thì thay vì nếu mà cứ đi xung đột rồi thì mình mang tội với Chúa, là có thể đánh nhau hoặc là ly thân ly tán, cãi lẫy thì ganh ghét nhau, thay vì cái ô Chúa Giêsu cứu con thì lòng có lòng thương, thương vợ, không cãi, không có tranh tranh cãi nữa, không cãi, không cãi tức là thuận hòa. Ví dụ anh xin lỗi em, hoặc là đồng chí vợ có sai của tôi, anh xin lỗi em, hay dữ trời. Điều đó là quyền năng của sự chết sống lại. Thánh linh, nhưng mà thánh linh tức là Chúa Trời, khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Chúa Trời khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Rồi thăng thiên, ở trên đất 40 ngày đêm đó làm chứng về Kinh Thánh luôn. Là sau tập hợp 500 môn đồ thăng thiên bay về trời. Chúa nói là ta sẽ đến lần thứ hai, tức là Chúa sẽ đến để... Đến đâu? Đến đâu? Chúa đến đâu? Chúa đến xứ Do Thái là dân Israel, là dân của Đức Chúa Trời, dân khôn ngoan đấy, dân thông minh đấy. Các bác học viên bác là do Thái, người Do Thái à. Rất giỏi. Đó là dân của Đức Chúa Trời. Cho nên mình phải kêu Chúa ơi, Chúa
Chúa thì Đức Chúa Trời thương yêu thế gian, thương yêu cháu, thương yêu chú giảng cho cháu là chẳng qua là chú có tình yêu của Chúa, chú cũng yêu. Nếu mà chú không tin Chúa thì đương nhiên chú ghét mọi người rồi, giàu cũng ghét, nghèo cũng ghét, rồi trái tính trái nết cũng ghét, không thuận là ghét. Nhưng bây giờ Chúa đã cứu chú, không lẽ cái linh hồn cháu bỏ vào địa ngục sao? Nếu chú không giảng cho con thì con bị hư mất, con bị hư mất. Có nghĩa là không nghe lời Chúa thì là hư mất. Mà ai là người đi giảng tin lành? Chúa phải sai các môn đồ đi. Chúa cũng nhân danh Chúa, Chúa là người bình thường, nhưng mà chú giảng cho hàng trăm ngàn người tin Chúa để họ không bị đi hồ lửa. Con người phải lên khóc lóc nghiến răng ở trong hồ lửa. Nếu mà con người chết rồi thì còn cơ hội đâu để giảng nữa. Mà cháu còn sống đây thì hãy tin Chúa. Bây giờ kêu đi, kêu cầu danh Chúa đi. Ô Chúa Giêsu, con đầu hoặc mà sao kêu được? Kêu được vậy thôi, không được. Kêu được, kêu không kêu để được cứu. Thôi con đầu hoặc là Phật cứu con chứ. Thì nào ông lão chó kêu chó cứu. Là ông vua, con vua thịnh phạt, người ở Nepal đất đủ, ra đời cách đây 2600 năm. Ông ấy chỉ là kia là chân lý kìa, ông không phải chân lý. Ông ngồi với bốn con đường, bên đường của ông trong rừng á, trong cây dứt với gốc cây bồ đề á. Ông ấy chỉ là kia là chân lý kìa, ta không phải chân lý, ta là người phàm. Ông bỏ vào hai đứa con, ông đi tu. Cuối cùng thôi nhờ, sau đó 400 năm sau Chúa đến là ta là đường đi, chân lý và sự sống. Ta là đường đi, Chúa nói là ta là đường đi, Đức Chúa Trời là đường đi. Con Phật, Thống Tử, thần, các cái loại thần trên đất là do con người, không cứu được con người. Thì rồi Chúa từ đâu đến? Từ trời, dục hóa làm người xuống một nữ đồng trinh, vào tử cung của một nữ đồng trinh, rồi chịu thai, đến 9 tháng 10 ngày sinh ra một con của Đức Chúa Trời. Lớn lên khi hành chức vụ sứ Do Thái, chữa lành cho người mù, người công nói được, người điếc nghe được, người bệnh. Đợi một xíu nghe nội đây. Alo, mày đứng đâu vậy? Mày đứng đâu à? Lô ngay tiệm sửa xe nè, ngay cái bảo trì xe gì nè. Hãy tin, tôi nói là hãy đi giảng tin lành cho muôn dân. Ai tin và chịu bắt tem thì được cứu. Bắt tem có nghĩa là dùm những nước rửa cái tội đi, chôn cái tội đi. Cái gì gửi điện thoại chỗ kia? Con đạo Phật mà sao làm được? Được. Tất cả những người tập Phật giáo đều tin Chúa, giống như ngày xưa được, ngày chống Pháp á, đâu có ai đến giảng đâu. Người Pháp đến là vì cứu con người Việt, vì giảng tin lành, người chống Pháp cho dạy chống Pháp, giảng tin mình công giáo cho người Việt Nam. Alo. Mày không ra thấy lâu quá, tao về đó ngoài. Rồi dân ở trên Bắc Âu á, tràn xuống Trung Quốc giảng tin lành. Việt Nam vào Việt Nam 1911, vào Đà Nẵng tàu, đi tàu. Các giáo sĩ Na Uy ở Bắc Âu á, người Anh, người Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan. Rồi, cảm ơn con nói chuyện rồi, con đi rồi, bữa nào ghé. Đi nhớ kêu cầu danh Chúa nha. Dạ dạ. Hãy tin Chúa nha. Dạ 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 dạ. Cảm ơn chú. Chúng bán cờ cổ vũ bóng đá Việt Nam giảng đạo luôn. Lúc đầu sau lưng ông khèo mình hết hồn, đứng ra luôn. Rồi, ổng luôn.